chuẩn bị đi chích vaccine mũi 2. Đi vô đây mà không khí Giáng sinh tràn ngập luôn. Mới gần tới cuối tháng 11 mà không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Đây là ở trong cái mall nha mọi người. Cái mall này thì nó có tất cả các cửa hàng gian hàng, rồi các giải trí, cửa hàng giải trí. Đây, cái đường dẫn đến để đi xuống chỗ chích vaccine. Này mình chích vaccine mũi 2, chích trễ. Do mình có lý do nên mình không có chích sớm, nên mình mới chích hồi tháng trước. Tháng này mình chích mũi 2. Đối với Pfizer thì trong vòng 21-28 ngày có thể chích lại được rồi nha các bạn. Sắp tới Black Friday, mấy cái điều quá trời lắm. Người ta họ trang trí Giáng sinh ở trong mall nhìn đẹp chưa đâu, còn nữa. Chắc người ta mới vừa trang trí sơ sơ à. Đây, sắp tới chỗ đã chích rồi. Mọi người đang check-in để đi vô nè. Đang ngồi đợi, chuẩn bị vào chích. Xong, giờ đi vô chích. Và đây là mình đã chích xong 2 mũi. Mới vừa chích xong. Xin chào mọi người.